Ở một tương lai xa xôi, sau thảm họa khiến gần hết nhân loại bay màu, những con người sống sót tụ họp lại với nhau, xây dựng lại một xã hội theo những luật lệ mới. Ở đó mọi người đều bình đẳng, tất cả giờ chỉ như những cỗ máy được lập trình trong một thế giới đơn sắc trắng đen. Đây là Jonas. Từ khi còn bé, Jonas đã có chút khác người, khi có thể nhìn thấy được màu xanh cây lá. Nhưng tất nhiên vì Jonas không muốn làm dị nhân nên chẳng nói với ai. Hôm nay là ngày cuối cùng mà Jonas cùng hai người bạn thuở nhỏ của mình, Fiona và Asher, được làm trẻ con. Bởi vì ngay ngày mai thôi, họ sẽ được giao cho một công việc trọn đời, đóng góp cho xã hội từ lúc còn đứng thẳng cho đến lúc thăng. Ba đứa đến thăm khu nuôi dưỡng trẻ em làm tình nguyện hết mình. Họ gặp bố của Jonas. Ở đây, bố Jonas và ba thanh niên thấy một em bé vẫn còn quá non, không đủ tiêu chuẩn để mai giao cho gia đình mới. Bố Jonas gọi đứa bé là Gabriel. Dù luật quy định chỉ sau khi phát về cho gia đình thì bố mẹ mới biết tên con. Ông nghĩ rằng việc có tên sẽ giúp đứa bé lớn nhanh hơn. Trong một vài giây ngắn ngủi, Jonas thấy trên tóc Fiona có gì đó khác so với thường ngày. Jonas, Fiona và Asher rời đi. Họ chui vào chỗ trốn bí mật, nói với nhau rằng dù mai có phải nhận việc gì đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ mãi là anh em. Sáng hôm sau, ở buổi đại lễ thường niên, sau bài phát biểu của đại trưởng lão, những người già sẽ được đi về nơi xa, đan trường. Các cháu nhi đồng 9 tuổi được nhận chiếc xe đạp đầu tiên, và những thanh niên mới lớn như ba người bạn thì được chỉ định công việc trọn đời. Asher được chọn làm người điều khiển máy bay không người lái, còn Fiona là người nuôi dưỡng em bé giống như bố Jonas. Riêng Jonas thì bị bỏ qua. Thế là cậu sẽ được ăn hàng ở không? Đáng tiếc là không. Jonas là người được chọn. Cậu có đủ những phẩm chất để trở thành người nhận ký ức. Công việc nghe thôi thì không biết cụ thể sẽ làm gì. Chỉ biết rằng trước cậu có một cô gái trẻ, và hỏi bất cứ ai về cô gái ấy thì Jonas cũng chỉ nhận được sự lảng tránh. Từ hôm nay, Jonas gặp chuyện gì cũng phải báo cho người tiền nhiệm, được hỏi mọi thứ dù thô lỗ đến đâu. Ngoài tiêm thuốc hàng ngày thì không cần uống thêm gì khác, không được tiết lộ quá trình huấn luyện cho ai. Và cuối cùng, Jonas được quyền nói dối. Cậu đạp xe đến một căn nhà cách xa khỏi cộng đồng, nằm bên rìa vách đá. Ở đây, Jonas gặp được ông già râu ria. Ông nói mình sẽ truyền thụ ký ức cho cậu, không phải về cuộc đời ông, mà là cuộc đời của vô số con người trong quá khứ, về cái thời mà cuộc sống của người ta có nhiều hơn. Ông cụ bắt Jonas ngồi vào ghế, tay ông cũng có vết bớt như Jonas. Hai ông cháu cầm tay nhau và quá trình truyền thụ bắt đầu. Ký ức đầu tiên mà Jonas nhận được từ ông cụ là về một ngày tuyết rơi, về xe trượt, về một mái nhà giữa khu rừng. Những cảm giác và cảm xúc làm Jonas cực kỳ hứng khởi. Nhưng ông cụ nói rằng từ lâu lắm rồi, người ta đã kiểm soát khí hậu, không còn có tuyết rơi, không còn có lạnh giá, để mất mùa đói kém sẽ không xảy ra. Tối hôm đó, Jonas về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Bố cậu đã mang Gabriel về để chăm sóc thêm. Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra rằng em bé này cũng có vết bớt giống mình, và rất có thể khi nó lớn lên, Gabriel cũng sẽ trở thành người được chọn giống như Jonas. Ngày hôm sau, người truyền ký ức pass cho Jonas cảm giác bị ong đốt, chủ yếu là để trêu cháu. Nhưng ngoài cơn đau, ông cụ chỉ ra cho cậu rằng con ong là một sinh vật sống 4K Full HD có màu, như sắc xanh của lá cây, như màu nâu trên tóc Fiona, màu hoàng hôn trên mặt biển trong một ký ức khác ông cụ truyền cho cậu. Jonas trở về hiện tại, thấy đĩa táo bớt màu thường ngày giờ chuyển sang sắc đỏ. Cuộc sống ngày xưa vốn không chỉ có trắng và đen, người ta tước đi khả năng cảm nhận màu sắc, cũng như bất cứ sự khác biệt nào về màu da, tôn giáo, chủng tộc, để tạo ra sự đơn điệu, sự đồng nhất, để người ta không đố kỵ và phân biệt lẫn nhau. Jonas cố truyền ký ức cho Fiona thử, nhưng tất nhiên là thất bại, đơn giản vì Fiona không phải là người được chọn. Hai người gặp Asher, nghe cậu bạn nổ về quá trình tập luyện điều khiển máy bay không người lái, rằng có một lần Asher bay ra ngoài rìa cộng đồng, nhìn thấy hai tảng đá chụm vào nhau thành hình tam giác. Những ngày sau đó, Jonas được ông cụ dạy cho về âm nhạc, về những âm thanh như đến từ một thế giới khác với cuộc sống im lặng thường nhật, về cảm xúc, thứ mà đã bị những mũi tiêm hàng sáng chấn áp. Ông nói rằng cảm giác thì thoáng qua, còn cảm xúc thì sâu thẳm, nguyên thủy và kéo dài. Ông cho Jonas sống lại những ký ức của một đám cưới, nơi mà mọi người cùng nhau nhảy múa, ca hát, cười đùa, nơi có một cảm xúc vô cùng kỳ diệu và mới lạ. Một buổi sáng như mọi ngày, khi Jonas cố dạy em gái cách nhảy múa như trong ký ức về đám cưới, đại trưởng lão FaceTime đến nhà cậu, nhắc nhở Jonas rằng người truyền ký ức từng có một học trò trong quá khứ. Nhưng biến cố đã xảy ra, nên Jonas giờ là người thay thế. Bà nói rằng biến cố đó đã làm cho người truyền ký ức có chút bất cẩn và nóng vội, bắt Jonas phải thật cẩn thận. Bà hỏi Jonas về quá trình huấn luyện, nhưng Jonas giếm luôn, trả lời Sam để giữ bí mật. Cậu tìm cách chuồn đi sớm, dùng quả táo để ăn gian mũi tiêm buổi sáng. Suốt một thời gian dài sau đó, ông cụ vừa truyền thụ vừa giải thích cho Jonas đủ mọi trải nghiệm, đủ mọi cung bậc cảm xúc trên đời, niềm vui, niềm hứng khởi, niềm tin, về những sinh vật khác từng sống cùng loài người, về cuộc sống, một cuộc sống đã từng trọn vẹn, không phải là sự tồn tại máy móc như hiện tại. Nhưng nỗi đau thì khác. Ông cụ phải chuẩn bị lên xuống mới có thể cho Jonas cảm nhận ký ức về một con voi bị lũ săn trộm bắn chết. Thế nhưng chẳng có sự chuẩn bị nào giúp Jonas chịu được nỗi đau và sự mất mát khi ấy. Đêm đó Jonas mất ngủ, nghe thấy tiếng khóc của Gabriel phòng bên, cậu chạy sang dỗ em bé. Điều kỳ diệu đã xảy ra, Jonas có thể truyền được một phần ký ức về con voi cho chú bé, làm Gabriel nín khóc trở lại phòng mình. Jonas thấy Fiona đang chải tóc bên cửa sổ trong giấc ngủ. Cậu nhớ lại một mảnh ký ức về đám cưới, nhưng lần này nhân vật chính là cậu và Fiona. Jonas kể chuyện đó cho người truyền ký ức. Ông cụ nói rằng cậu vừa mới có một giấc mơ, và thứ cảm xúc kỳ diệu mới lạ trong ký ức về đám cưới gọi là tình yêu. Jonas hỏi bố mẹ rằng họ có yêu mình không, thì chỉ nhận được một câu trả lời rất máy móc. Vốn dĩ bố mẹ Jonas cũng không biết tình yêu là gì, nhưng cậu thì biết.
Sự gắn bó với Gabriel trong suốt những ngày qua đã khiến Jonas nhận ra cậu đã yêu thương chú bé con từ lúc nào. Cậu truyền cho Gabriel những mảnh ký ức tươi vui nhất mà mình có, để em bé nín khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Lại một buổi sáng khác, Jonas đến nơi thì thấy người truyền ký ức ngã vật ra sàn. Cậu chạy đến đỡ ông dậy thì bị ông cụ vô tình truyền cho một mảnh ký ức về chiến tranh, về những bụi cây biết nói, về cảm giác người giết người, về cái chết. Ký ức ấy làm cho Jonas suy sụp hoàn toàn, làm cậu muốn bỏ cuộc dù ông cụ cố gắng van xin. Cậu nhớ lại về cô gái lần trước, về Rosemary, người cũng nhận được một ký ức đau đớn tương tự rồi bỏ đi không bao giờ quay lại nữa. Jonas cũng thế, sau trải nghiệm về chiến tranh, cậu như người mất hồn, muốn bỏ cuộc. Cậu thuyết phục Fiona cũng trốn tiêm thuốc như mình, nhưng cô bắt cậu phải tiếp tục làm người nhận ký ức thì mới làm theo. Bởi vì Fiona biết nếu bỏ công việc được giao cho, Jonas sẽ phải đi về nơi xa và họ sẽ không được gặp nhau nữa. Ngày hôm sau, Jonas đến nơi ở của người truyền ký ức, thấy hình ảnh lập thể ghi lại một cuộc gặp giữa cô gái trước cậu và ông cụ. Cô ấy là Taylor Swift, con gái ông. Và ông cụ lỡ truyền cho cô cảm giác một đứa bé bị tách xa khỏi mẹ mình. Ký ức ấy dạy cho cô về sự mất mát, về nỗi đau ly biệt, đánh gục cô gái, khiến cô đến gặp các trưởng lão, xin được giải phóng, đi về nơi xa. Nghe không tệ lắm nhỉ? Mơ đi. Ông cụ bây giờ mới tiết lộ cho Jonas xem đi về nơi xa nghĩa là gì. Màn hình chiếu cảnh bố Jonas giải phóng, đưa một em bé đi về nơi xa bằng cách tiêm thuốc vào đầu em. Nơi xa, cóc phải là một địa điểm có thật. Đi về nơi xa thực ra chỉ là trợ tử bằng thuốc độc mà thôi. Xã hội mới không thể xóa sổ được việc người giết người, thậm chí họ còn làm nó thường xuyên hơn. Chỉ là nó được gọi bằng một cái tên khác, với mục đích duy trì trật tự và sự đơn điệu đồng nhất của cuộc sống này. Sau khi ra về, Jonas đi gặp Fiona trong chỗ trốn bí mật, thì thấy cô đang ngồi trong góc, bối rối vì dòng cảm xúc ào ạt tràn về khi không tiêm thuốc buổi sáng. Cao thủ không bằng tranh thủ, Jonas hôn bạn thuở nhỏ của mình luôn. Cậu về nhà, không thấy Gabriel đâu. Bố bảo vì mãi mà Gabriel vẫn không đủ cứng cáp, nên người ta không cho ông mang nó về nữa, để lại khu nuôi dưỡng chờ giải phóng, đi về nơi xa. Jonas skip luôn bữa tối, nhặt tạm tí đồ rồi dạt vòm. Cậu sẽ đi ra ngoài cộng đồng của mình, đến rìa ranh giới ký ức để giải phóng tất cả mọi thứ mà cậu biết cho mọi người, để họ hiểu ra cuộc sống hiện tại sai trái đến đâu. Đi được một quãng thì Jonas gặp Asher, bị anh bạn thân cản lại. Hai người giằng co một lúc, Jonas đấm Asher, bỏ lại cậu bạn ngỡ ngàng mà chạy đến nhà của người truyền ký ức. Cậu muốn ông đi cùng mình, nhưng ông cụ bảo mình cần ở lại, giúp đỡ mọi người trước cú sốc về dòng cảm xúc khi Jonas giải phóng ký ức nhân loại. Ông lấy ra một tấm bản đồ, chỉ cho Jonas cậu phải đi qua tam giác đá mà Asher nói hôm trước. Đúng lúc ấy thì đại trưởng lão FaceTime đến. Hóa ra Asher và mẹ Jonas đã đến gặp bà để báo cáo, nói rằng Jonas đã mất tích. Ông cụ che giấu cho cậu, nhưng sau khi đại trưởng lão cúp máy, ông bắt cậu giải thích. Jonas nói chỉ trong tối nay thôi, Gabriel sẽ bị cho đi về nơi xa. Cậu không đợi được đến khi ông cụ chuẩn bị cho mình tất cả mọi thứ. Cậu phải đi trong hôm nay để cứu lấy em trai. Ông cụ đồng ý, giao cho Jonas tấm bản đồ. Ông nói rằng mình vẫn luôn yêu thương Jonas. Ông tăng tốc truyền thụ, tặng cho cậu những ký ức về sự phản kháng, về lòng can đảm, dạy cậu rằng cậu có thể thực thể hóa những gì mình đã được truyền thụ, biến chúng thành sức mạnh. Cậu quay lại khu nuôi dưỡng trẻ em cùng Fiona để tìm Gabriel. Đại trưởng lão triệu hồi cảnh vệ đến bắt Jonas, nhưng bị Fiona đánh lạc hướng. Jonas ăn cắp một chiếc xe máy của đội cảnh vệ, ôm cua vít ga đến bên bờ rìa, rồi bốc đầu biến vào màn sương, chạy đi mất. Jonas lái xe qua vùng đồng không mông quạnh suốt nhiều ngày trời. Đại trưởng lão triệu tập Asher, bắt cậu điều khiển máy bay không người lái đi tìm bạn mình, rồi tìm cách thả tự do cho Jonas. Từ trên không xuống đất, Asher tìm thấy Jonas, nhưng bị bài phát biểu về tình anh em của cậu làm cho cảm động, thả Jonas tự do rơi xuống nước, rồi nói dối là Jonas đã chết ở nhà. Fiona vì giúp Jonas nên đã bị bắt lại và chuẩn bị đưa về nơi xa. Người truyền ký ức cũng ở đó. Ông bị đại trưởng lão bắt ở lại xem quá trình giải phóng của Fiona. Ông cố thuyết phục mọi người dừng tất cả những chuyện này lại, nhưng bị đại trưởng lão gạt đi. Thời gian này đã quá gấp rút, Jonas cần phải nhanh lên. Cậu đến một vùng núi hiểm trở toàn tuyết, ngất đi vì quá lạnh. May mà có tiếng khóc của Gabriel đánh thức. Hai anh em tìm được một chiếc xe trượt tuyết, trượt xuống dốc qua ranh giới ký ức, giải phóng tất cả những trải nghiệm mà Jonas được ông cụ truyền thụ. Màu sắc đã quay trở lại, cảm xúc tuôn trào. Người ta đã biết về nỗi đau, biết đến niềm vui, và trên hết biết rằng đưa người khác đi về nơi xa là sai trái. Cuối con dốc phủ đầy tuyết, hai anh em Jonas và Gabriel tìm thấy một căn nhà gỗ y như trong ký ức, thấp thoáng ánh đèn, và đó là người truyền ký ức. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.